Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay lợn trả lời một thắc mắc của bạn Lan Võ. Thì bạn ấy hỏi như sau: tìm một số nè mà các chữ số thuộc cái lớp đơn vị giống nhau nha, giống nhau mà chữ số hàng trăm là số 4. Thì cái lớp đơn vị thì các bạn nhớ từ tay phải sang tay trái nha. Lớp đơn vị nè gồm có hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Ba cái hàng này thuộc lớp đơn vị. Mà đề bài cho hàng trăm là số 4, mà lớp đơn vị là những cái số giống nhau. Vậy hàng trăm là số 4 thì hàng chục cũng là số 4, hàng đơn vị cũng là số 4. Ok chưa ạ? Đó, vậy tới đó đã. Tiếp tục các bạn đọc tiếp nè. Khi bỏ các chữ số thuộc lớp đơn vị là bỏ đi, không để nó nữa, bỏ đi. Của số đó ta được một số nhỏ nhất có hai chữ số. Khi nhỏ nhất có hai chữ số là bao nhiêu ạ? Là 10. Đúng không ạ? 10, vậy mình thêm 10 vô, 0, 1. Được chưa ạ? 0, 1, 10. Đúng rồi, bỏ 3 số này đi, ta được số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10. Vậy số cần tìm, số Lan cần tìm là 1, 0, 4, 4, 4. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.